Xin chào các bác nhá. Em lên tiếp cho mấy bác đang hỏi bếp từ nhá. Đây thì là hàng bếp từ nội địa của Nhật các bác nhá. Đấy, với bếp này thì các bác có thể là đun nấu xào các thứ thoải mái luôn. Mà rất là tiết kiệm điện các bạn. Vâng, bếp của Nhật mà hàng điện 100V nên là nó rất là tiết kiệm. Các bác đun nó vừa an toàn nó vừa tiết kiệm. Bây giờ nó thật các bác đun bếp ga bếp kia. Okay. Đấy, nhiều khi là nó nguy cơ cháy nổ rất là nhiều mà đợt vừa rồi các bác thấy đúng không ạ? Cháy nổ cực kỳ nhiều luôn, chết bao nhiêu mạng người đấy. Nó cũng nhiều nguyên nhân đúng không ạ? Nhưng mà cái nguyên nhân mà ví dụ như là chập ví dụ nguyên nhân bị là nó hở ga rồi các cái thứ thì có bây giờ nó cũng rất là nhiều vụ, không những ở nước mình mà còn rất nhiều ở nước khác đúng không ạ? Cái nguy cơ gọi là ga nó cháy nổ rất là kinh khủng luôn, bởi vì là các bác biết là cái ống dẫn ga nó thường là ống cao su đúng không ạ? Thế nhiều khi mà các cái đai ốc ấy các bác, cái đai ốc nó siết vì không may mà lâu ngày nó dỉ, các bác đun nấu mà thì nước canh nước kiếp nó mặn nó dính vào hoặc là mỡ mỏng nó dính vào, thế là nó mới dỉ con ốc thì nhiều khi nó hở một xíu thôi đấy. Các bác bật bếp lên nó rất là nguy hiểm, có tia lửa là nó sẽ bị bùng các thứ, nó nguy hiểm. Và các bác không để ý được những cái đoạn mà các bác để trong tủ ấy, có đoạn ống mà mình để ngầm bên trong ấy, chuột nó cắn mình không biết được đấy, thì nó xì ga ra thì mình không biết, thì bật bếp lên cái không may nó cháy cái thì cũng nguy hiểm đúng không ạ? Đấy thì nó cũng còn nhiều, rất rất là nhiều vô vàn cái nguyên nhân khác nhau nữa đó. Nhưng với bếp điện này nhá, nếu như các bác mà đun mà ví bếp mà có vấn đề gì cái là automat nó sẽ nhảy ngay đấy, automat nó sẽ nhảy ngay, bởi vì là bây giờ nhà bác Lào có automat đúng không ạ? Lào thì automat cho bếp riêng nhá, xong automat cho cái nhà mình nhá, xong automat ở ngoài cột điện nhá. Đấy thì khi mà có vấn đề và chập cháy cái là hệ thống điện nó sẽ ngắt. Đấy thì nó cái nguy cơ mà xảy ra cháy nổ thì nó cũng hạn chế được rất là nhiều. Đó, đúng không ạ? So với cả ga. Thế nên là mới cả cái bếp này, bếp điện ấy thì nó không lổ như kiểu ga đâu, ga nó lổ kinh hồn luôn. Đấy là nó lổ khí thôi, chứ còn nếu mà nó lổ cả cái bình ga thì em nói thật các bác chả khác gì quả bom. Đúng không ạ? Bởi vì cái mảnh của bình ga các bác biết rồi, nó rất là dày mà nó bắn ra thì vỡ cả nhà luôn, đúng không ạ? Đấy. Thông thường nó sẽ lổ khí, nó ép khí, nó lổ khí thì nó tạo ra tiếng to, nhưng mà khi cái ngọn lửa nó bùng lên thì cũng rất là nguy hiểm. Đấy. Chứ còn để mà nó lổ cả cái bình ga nữa thì thôi, xác định luôn là các cái nhà xung quanh thì cũng bay hết. Đó, nhưng với điện thì nó không lổ như vậy. Điện thì nó chỉ chập cháy thôi, đúng không ạ? Và khi nguyên chập cháy cái là automat nó sẽ đóng ngay. Đấy, để nó bảo vệ cái mạch điện trong nhà mình nên là rất là an toàn. Nhất là các bác có tuổi ở quê thì hạn chế cái việc là đun ga đun điếc, mà mình thay vì như vậy thì mình hãy dùng những con bếp điện bếp từ như thế này, nó đảm bảo hơn. Hàng chuẩn nội địa Nhật, đun nó vừa bền mà lại vừa tiết kiệm điện. Đấy, con này thì hàng nó là Yamazen. Đấy, con này nó rơi khoảng là 1.300, 1.300 thoải mái đun nhé các bác nhé. Đấy, 1.300. Con này 1.200. Thì nhiều bác cũng thắc mắc bảo thế 1.200, 1.300 thì đun nó có chậm hơn so với cả những cái bếp mà đời mới bây giờ không? Thì nếu mà nói chậm thì là nó cũng không, tức là nó không không quá thời gian kéo dài như các bác nghĩ đâu. Các bác sẽ nghĩ là 10 phút 20 phút, không, nó chỉ vênh nhau tầm khoảng là gì ạ, 10 đến khoảng 30 giây hoặc là cùng lắm là 60 giây đấy, tức là cái khoảng cách nó rất là nhỏ các bạn đấy. Ví dụ như các bác đun một cái bếp 2000 đời mới bây giờ thì nó sẽ khoảng là 2 phút là sôi đúng không? 2 phút sôi thì cái này nó chỉ là gì? 2 phút 30 giây là nó sôi. Tức là nó vênh nhau 30 giây hoặc 2 phút 60 giây là nó sôi. Đấy. Nó sẽ vênh nhau như vậy. Nó chỉ vênh nhau một tí thôi chứ không quá nhiều như các bác nghĩ đâu. Còn một khi nó đã sôi rồi thì nó sôi như bếp to luôn các bác nhá, nó sôi rất là to. Đấy, và cái mâm chia lửa nó rất là đều, chia chia nhiệt của nó. Đó, giá thì để cho các bác đồng giá luôn là 550k một con. Bình thường em đang bán là 680 với cả hơn 800. Tuy nhiên thì hôm nay em xả đồng giá là 550.000 một con. Bác nào lấy con nào thì alo cho em. Bếp sẽ bao gồm cả dây nguồn nhé. Và bác nào chốt em sẽ test bàn giao được chưa? Ví dụ như bác A chốt con bếp Yamazen này thì em sẽ test bàn giao cho bác A. Đọc 3 số cuối số điện thoại cộng tỉnh thành để tránh lộ thông tin, nhưng vẫn đảm bảo để các bác biết rằng đấy là hàng của mình đã đặt. Đấy, quy trình bán hàng nhà em là như vậy. Bên em sẽ test đảm bảo cho các bác là bếp lên bình thường, cho xoong, cho nước vào đun. Đó, có dây dợ đàng hoàng cho các bác nhé. Các bác nhận hàng là chỉ việc về dùng thôi, cắm điện là dùng thôi nhá. Vâng, xin chào các bác.